Chào các bạn, chúng mình cùng tiếp tục cái phần điều chuyển công cụ dụng cụ của các bạn nhé. Chuyển công cụ dụng cụ. Để tắt cho nó nhanh đúng không? Thực ra cái việc điều chuyển công cụ dụng cụ là điều chuyển từ phòng ban hay là bộ phận. Phần trưởng này sang phần trưởng này. Này sang chỗ khác. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta vào phần công cụ dụng cụ, chúng ta chọn điều chuyển. Nó rất dễ thôi các bạn ạ. Chúng ta chọn là ví dụ ở đây là điều chuyển chuyển máy tính về cho sếp dùng. Đấy, sếp phải dùng máy cũ đúng không? Ở đây chúng ta điều chuyển vào ngày mùng 1 tháng 2 đi. Đó. Chúng ta chọn cái bộ máy tính Asia. Đấy, chúng ta chuyển từ phòng ban là phòng kế toán, chuyển đến phòng ban là phòng giám đốc. Đấy. Ta chuyển một cái tài khoản chi phí lúc này là 6422. Tài khoản trả hơn bộ 242. Rồi ok các bạn nhé, rất đơn giản. Thế thì từ tháng 2 trở đi chúng ta sẽ nhìn thấy là trong cái báo cáo và báo cáo theo dõi bộ phận sử dụng ấy, thì chúng ta hãy nhìn thấy là ở phòng giám đốc có một cái đấy, phòng giám đốc có một cái máy tính ấy. Đấy, thấy chưa, các bạn nhìn thấy không, có cái máy tính được chuyển vào đây đấy. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần điều chuyển công cụ dụng cụ.